trong một gia đình có 6 anh chị em thì mọi người cũng hay chọc là Băng Tâm là đẻ bọc điều, lúc nào cũng được người ta chiều. Mà chính Băng Tâm cũng nhận ra rằng là cô ấy từ nhỏ đến lớn là được gia đình chiều. Ở trong nhà đó cô nói là ăn xong đó là không có cần phải rửa chén, không có cần phải làm cái gì hết đó. Khi mà sau này cô đi hát đó thì nào là người chị ủi quần áo, người anh xếp đồ, xếp vali để cho cô đi trình diễn khắp nơi. Thì Băng Tâm cũng nhận là mình là một trong những người được người khác chiều và có một cái cuộc sống cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên là trong cái chương trình lần này đó thì Thùy Dương phải chia sẻ với quý vị là Thùy Dương đứng ở bên cạnh và Thùy Dương có nhìn thấy Băng Tâm làm việc rất là tích cực. Mà thật sự ra tuy rằng là chúng ta chọc là cố được chiều nhưng mà cố là một trong những cái người mà thường thường là có bao nhiêu chuyện là cố ôm hết. Quý vị biết không, trong một cái chương trình live show lớn như thế này do một người ca sĩ đứng lên để mà tự làm và phát hành và mang đến cho những người fans của mình thì một mình Băng Tâm là người chọn những bài hát, cố là người lo đi thâu và đi mời tất cả những ca sĩ. Bên cạnh đó thì quý vị cũng đã thấy thời trang, trang sức đến kiểu tóc. Mà không những thế, còn những cái chi tiết nho nhỏ như là những cái phông hình ở trên sân khấu, những cái ánh đèn và đến những cái chuyện nho nhỏ như là cố make sure là có đồ ăn, có nước uống cho tất cả những ca sĩ. Đó cho thấy rằng là thật sự ra Băng Tâm tuy rằng là được người xung quanh của cô chiều, nhưng cô là một người làm việc rất là tích cực. Mà số cô thật sự ra mình nhìn như vậy nhưng mà Thùy Dương thấy là cũng rất là vất vả. Ngày hôm nay thưa quý vị, trên sân khấu này thì chúng ta một lần nữa nghe tiếng hát của Băng Tâm cùng với một tiếng hát Linh Tâm qua một trích đoạn Lan và Điệp của Mạc Phong Linh, tức nhạc sĩ Anh Bằng. Xin quý vị hãy theo dõi sau đây. Chuyện tình cay đắng lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn làn như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước. Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa Lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói: hương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cắt tóc. Bộ lát chiều người ta đi hả? Vâng, chiều nay tôi đi. Ủa, bộ ở trển vui lắm hả? Lan à, đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây. Không chốn nào đẹp bằng chốn này. Ngày ngày được gặp mặt Lan nè, được trò chuyện với Lan là tôi cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của hai chúng ta sau này, cho nên buộc lòng tôi phải đi. Lan, Lan cũng phải vui lên để tôi yên lòng mà. Tôi đâu có buồn.
tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Nhưng mà điều người ta đi rồi chắc là cái nhà này buồn lắm đó. Chỉ có cái nhà này buồn sao? Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi có mấy tháng hè hả? Mỗi khi thấy trời lất phất hạt mưa, mấy con dê nhỏ kêu rân trên ngọn đe tây ngoài nhà viết. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vui mà sao mặt mày bí xị vậy? Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong dạ bồi hồi. Tuy ở gần sát bên, có khi cả ngày không gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Rồi chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi bỗng thấy buồn thấy chiều ra bên ngõ mong rồi giận hờn con đò nhỏ ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhan mịt mù. Thì lần nào cũng vậy, hè tôi trở về đây, hết hè là tôi trở lên trển, đâu có lần nào tôi được ở luôn dưới này đâu. Có hồi nhỏ xíu thì có. Hồi đó mình còn nhỏ xíu hả? Không biết người ta có quên không chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Làng nhớ chuyện gì? Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà cái tôi bị đòn rồi người ta chịu thế cho tôi. Mới ràng ràng đây thôi chứ đâu có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tỉnh học. Thiên hạ thường nói xa mặt cách lòng, nhưng tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con ve bắt đầu ngưng tiếng hót, lá bàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tự trường. Lần này người ta dìa rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mong lung. Làng sợ chuyện gì? Sợ đưa người như đưa sáo sang sông, biết đâu rồi sáo số lòng bay xa. Làng nói như vậy là làng không tin tưởng ở tôi, làng nghi ngờ tôi phải không? Tôi giận Lan luôn đó. Không phải là tôi không có tin, mà điều sợ quá à. Lan sợ điều gì? Nhất là khi nghe cái chuyện con gái ông Phủ Trần gì đó. Lan! Không phải tôi nghe lén đâu à nha. Tự nói chuyện lớn quá, tình cờ tôi bưng chè lên tôi nghe được đó. Ôi tưởng cái chuyện gì. Cái chuyện đó có gì đâu mà Lan phải sợ. Người ta là con gái nhà giàu, ai mà thèm gả cho thằng học trò đã nghèo rồi mà thi cử còn rớt lên rớt xuống nữa. Thôi tôi không nói nữa đâu. Lan mà nhắc đến chuyện đó nữa tôi giận luôn đó nha. Tôi không có nói nữa. Đừng giận tôi nha. Nói nghe nè, bộ chiều nay đi hả? Vâng, chiều nay tôi đi rồi. Sớm mơi này tôi mới đập cái ống heo. Đập ống heo chi vậy? Thì tôi lấy tiền đưa người ta lên chển xài. Thôi,
mẹ có cho rồi, Lan để dành Lan cất ở nhà mà xài đi. Tiền của mẹ là tiền của mẹ, còn cái này là tiền của tôi mà. Để tôi đếm coi được bao nhiêu rồi đưa người ta nè. Trời ơi, Lan làm gì mà khổ sở quá vậy? Gì đâu mà khổ, thì người ta học nhiều, người ta biết đếm nhiều, còn tôi học ít thì tôi cũng biết đếm vậy chứ bộ. Từ từ nha, để tôi đếm thử được nhiêu. Tiền này á, của tía ông cho tôi đó, tôi đâu có dám ăn đâu, đói bụng muốn chết vậy đó, tôi cũng không có dám ăn nữa. Tôi để dành tiền để đưa cho người ta về trển mua viết, mua tập đặng học, rồi mai mốt viết thư về cho tôi. Để tôi đếm coi. Đồng, đồng một, đồng hai, đồng tư, đồng tám, hai đồng, hai đồng hai, hai đồng tư, hai đồng tám, ba đồng, ba đồng hai. Mình cất lại đồng hai để dành. Nè, cầm đi, cầm hai đồng về chển xài. Nói nghe nè, lâu lâu viết thơ hoặc gõ dây thép về thăm tôi nha. Mà đi đường có khát nước, nhớ ăn đậu đỏ bánh lọt, chứ đừng có ăn cà lem đau bụng chết nè nha. Bữa hổm tôi nói thằng Xuân, nó cãi lời tôi. Tôi nói nó đừng ăn cà lem, tự nhiên nó đòi ăn cà lem, làm nhỏ đau bụng dữ. Tôi phải lấy dầu gió sức vô nó mới chịu hết đó. Nè, ủa, sao không lấy? Bộ chê hả? Chê là tôi giận rồi nha. Chê đâu mà chê, Lan đưa tiền thì Lan đưa đi, Lan thục ra thục vô hoài làm sao tôi lấy được. Mèn ơi, tự vì tôi quýnh quá à, tôi căng dặn sợ người ta quên. Thôi đừng có giận tôi, lấy đi, lấy về chển xài. Lan à, tuy chỉ có hai đồng này, nhưng mà tôi sẽ nhớ mãi phút giây này đó Lan à. Nhớ mãi phút giây này. Nè, lấy thêm đồng nữa đi. Lan có biết là Lan làm như vậy tôi sẽ nhớ Lan suốt đời suốt kiếp không? Trời đất, có ba đồng mà nhớ suốt đời suốt kiếp. Thôi, còn hai cách nè, lấy luôn giùm tôi đi. Trời ơi, Lan à, ân nghĩa này tôi nói thiệt, cho dù có... Thôi thôi, tôi hết tiền rồi, đừng có nói nữa, thấy không? Lan làm như tôi nói vậy để tôi xin tiền Lan vậy đó. Nhớ giữ ba đồng hai đó về trển xài, ráng ăn học cho thành tài, đặng nữa làm thầy giáo nha. Còn tôi... Lan sao? Tôi ké làm thím giáo. Nghe Lan nói tôi cũng nôn nao lắm. Lan à, Lan ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Lan. Ừ, đi mạnh giỏi nha. Tôi nói thiệt, nếu mà về trển hổng may mà xảy ra cái chuyện gì đó, Chắc tôi chết quá à. Lan, sao lại nói gỡ vậy Lan? Chắc tôi phải vô chùa. Vô chùa làm gì? Tôi cạo đầu. Cạo đầu? Chi vậy? Tôi đi tu luôn đó. Lan, xưa đã chứng minh khi tình tan vỡ, Lan đâu buồn
buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Làng ơi, Tôi biết nói thế nào với Lan bây giờ. Mọi chuyện xảy ra tôi không hay biết gì cả. Trong cơn say, đến khi tỉnh lại thì trời ơi, đổ vỡ hết rồi Lan ơi. Tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. Tôi khóc rồi nè, anh không thấy sao? Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ có còn ý nghĩa gì nữa đâu, có còn ăn nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan, khóc nữa đi Lan, khóc thật nhiều đi Lan. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi có thể làm vơi đi trong lòng em phần nào buồn tôi, nếu mỗi giọt lệ rơi có thể bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em cố quên thì thật là đau xót cho tôi, còn bằng nếu bảo em nhớ mãi là cả đời em vương mang khổ lụy. Vậy thì thôi Lan ơi, em hãy cố mà quên anh đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió, ân nghĩa nắng quằn vai mà đã vội vong tình. Tôi còn biết nói làm sao cho Lan hiểu được lòng mình, trong khi đối với Lan tôi là một con người bạc nghĩa, đôi bác tô ở bên nhà tôi là kẻ vong ân. Hạt cơm ân công nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn âm vang trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại đã làm nát lòng Lan còn gây khổ lụy bao người. Tôi nè, tôi mới là ngu là dại, chứ người ta đâu có ngu có dại. Người ta ngu mà sao biết kiếm cho mình vợ giàu vợ dội, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi trao ai, nên cả ngày thui thùi chịu lo việc nhà sang gánh hàng ra chợ, mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sáng ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng trầu, ngày ngày bấm đốt ngón tay tính từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu.
Nhưng kể từ nay thì hết sợ lá bàng rơi. Thôi mong công gia sầu trên cành me cao dòng hót. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi rồi ra bên ngó mong mà hờn dần con đò. Lan có biết là những lời Lan nói như kim châm muối sáp vào lòng tôi không Lan? Bác Tú ở bên nhà đã hiểu mà tha thứ cho tôi rồi. Tôi cũng xin Lan đừng giận, đừng hờn, đừng trách móc tôi nữa mà. Tôi đâu có dám giận hờn hay trách móc vì ai đâu. Chắc không còn bao lâu nữa là tới bữa đón dâu. Điệp ơi, có vợ rồi, anh nên tử tế với người ta. Vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tay, hay tôi ở bên nhà một mình rồi tôi lại khóc. Khóc mừng người ta trăm năm hạnh phúc, hay khóc cho tôi sao duyên phận bé bàn. Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt long đông. Đâu có ai đem con sáo sang sông, mà sao sao cũng số lòng bay xa. Tôi biết tôi có tội, tôi có lỗi với Lan nhiều lắm. Tôi không còn lời nào để biện minh cho sự phản bội của mình. Nhưng xin Lan hãy hiểu cho một điều, trong lòng tôi Lan vẫn là người tôi yêu thương nhất. Ông trời ơi, tại sao không cho hai kẻ yêu nhau tha thiết được sống gần bên nhau? Tại sao để cho chúng tôi còn sống mà như đã chết? Tại sao? Tại sao bắt chúng tôi phải nhận lấy số phận như vậy? Tại sao? Tại sao vậy ông trời ơi? Phải rồi, có lẽ số phận của tôi nó là như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tôi tiễn người ta đi. Nhưng kể từ bây giờ thì tôi không bao giờ đón người ta trở về với tôi được nữa. Lan ơi, hãy tha lỗi cho tôi. Tha lỗi cho tôi Lan ơi. Anh đi đi. Anh đừng nói gì nữa. Anh đi đi. Lan. Anh đi đi.